Chào mừng quý vị đến với chương trình thể thao thứ hai tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, Hội thao Agribank tỉnh Long An năm 2019 đã chính thức khép lại vào hôm qua 24 tháng 11. Theo đó, đơn vị Agribank Đức Hòa đã giành ngôi nhất toàn đoàn của hội thao. Hội thao năm nay có hơn 400 vận động viên của 20 đoàn ở các chi nhánh trong toàn tỉnh tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm bóng đá mini nam, cầu lông, bóng bàn, tennis, kéo co và nhảy bao bố. Hội thao được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11. Theo ban tổ chức hội thao, đây là lần đầu tiên hội thao được tổ chức với sự phối hợp của hai chi nhánh Agribank Long An và Agribank Đông Long An. Số lượng vận động viên tham dự cũng cao nhất từ trước đến nay. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba và khuyến khích cho các đơn vị ở các môn thi đấu gồm kéo co, nhảy bao bố, bóng bàn, cầu lông, quần vợt và bóng đá mini. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Agribank Đức Hòa, Agribank Tân Hưng hạng nhì toàn đoàn và đơn vị Agribank Vĩnh Hưng xếp thứ ba toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho vận động viên nhiều tuổi nhất tham dự hội thao năm nay. Hội thao Agribank là sân chơi bổ ích lành mạnh để những người làm công tác trong ngành có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất sau những ngày làm việc. Hội thao về các môn thì cũng giống như năm rồi, cách thức tổ chức thì cũng giống. Thì năm nay thì nó có khác cái là thứ nhất là chi nhánh Long An và chi nhánh Đông Long An đồng tổ chức. Cái thứ hai nữa là tổ chức với một tinh thần vì tương lai Agribank tương lai xanh, cho nên là cái phong cách nó cũng mang tính chất vì môi trường, nó thể hiện rõ hơn. Chúng tôi tham gia với cái hình thức rất là hăng hái, nhiệt tình và rất là vui vì được có dịp để học hỏi, giao lưu kinh nghiệm và rèn luyện cái thể lực cho bản thân để cho cái công việc khi mà sau những ngày thi đấu rồi về làm việc cho nó công việc đó tốt hơn. Trong dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Long An và Agribank chi nhánh Đông Long An đã tổ chức giải chạy việt giã Agribank vì tương lai xanh. Giải việt giã nhằm mục đích tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng với sự biến đổi khí hậu, ảnh hưởng phong trào chống rác thải nhựa được Thủ tướng Chính phủ phát động trên toàn quốc. Với thông điệp vì tương lai xanh được nhiều chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh hiện thực hóa thông qua những việc làm cụ thể. Vì cái tương lai xanh thì dưới chi nhánh em hiện giờ đang áp dụng cái mô hình là chống rác thải nhựa. Thì những cái ly nhựa mà trước đây dùng cho khách uống thì tụi em đã thay đổi hoàn toàn bằng ly thủy tinh, bình thủy tinh để sử dụng, để cho khách sử dụng và cũng như là để cho nhân viên trong cơ quan sử dụng để hạn chế rác thải nhựa. Ở các chi nhánh thì bản thân chi nhánh Đức Hòa thì đã đổi những cái chai nước suối nhựa thành là những chai thủy tinh, rồi đổi ống hút nhựa bằng ống hút bàn. Được biết, theo lộ trình, các đơn vị toàn hệ thống Agribank sẽ từng bước thay thế các đồ dùng, vật liệu nhựa sử dụng một lần bằng việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong các hoạt động chung. Thông qua hoạt động này, ban lãnh đạo hai chi nhánh muốn chuyển tải thông điệp về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. Mong muốn thông điệp vì tương lai xanh sẽ ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, để từ đó cùng xây dựng hệ sinh thái xanh, bảo vệ môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của quốc gia. Cũng tại hội thao năm nay, Agribank Long An đã trao tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn trị giá 80 triệu đồng và 3 căn nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An.